Hello mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là DHSport đây. Thì vừa nãy Huy mới lướt comment thì Huy thấy có một không biết nên gọi xưng là gì, có một bạn khán giả, có một anh khán giả gì đó nói Huy là Huy ơi, có nên mua vợt trên Shopee hay không? Thì hôm nay Huy sẽ làm clip này và cũng như là lên trên Shopee hoặc là hướng dẫn mọi người coi là vợt ở trên Shopee, trên các sàn thương mại điện tử Lazada hay Shopee gì đó. Mọi người hay thường mua Shopee với Lazada nhiều nhất đúng không? Ít ai mua trên Tiki đó. Thì Huy sẽ đánh mạnh vô hai cái nền tảng mua online này, sàn thương mại điện tử này. Thì Huy sẽ chia sẻ mọi người là có nên mua vợt cầu lông trên đây hay không. Và cũng như là Huy cũng đã xem qua cái clip TikTok của anh Công Chiến ở trên TikTok Công Chiến Sport hay Công Chiến Badminton đó mọi người. Thì vậy anh mới livestream chung với một bạn. Thì cái em này thì mua cây Ryuga Thunder phiên bản 2 dòng Play giá 700.000 và bạn ấy mua trên Shopee. Và cái kết là fake. Tại vì những cái dòng mà fake đồ Victor Jonex á trên Lazada với trên Shopee phải gọi là rất là phổ biến luôn. Và dòng Victor không bao giờ có dòng Play gì hết, nó chỉ có đúng một tên một thôi, nó không như Yonex cả nhà. Thì trong clip này Huy sẽ lên và Huy sẽ làm clip chung luôn cho tất cả mọi người coi là mọi người nên lựa cái trang web nào uy tín nhất ở trên sàn thương mại điện tử để mua vợt nha. Ok, thì mà mọi người cùng xem hết video nha. Nếu mà mọi người xem hết video này đừng quên là like, share, subscribe kênh, nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh YouTube của DH Sport nha mọi người. Thì Huy cũng mới thấy comment này thôi, rồi Huy sẽ để đây cho mọi người coi ha. Thì cũng cảm ơn khán giả đã bình luận cái ý kiến này, cũng như là Huy mới đẩy ra một cái ý tưởng là Huy lên clip cho mọi người xem luôn. Ok, và sắp tới Huy sẽ còn một clip thú vị nữa cho mọi người xem, mời mọi người đón xem nhé. Thôi bây giờ không dùng do liên tuyên nữa, let's go, bắt đầu thôi, sau đợi intro này nhé. Ok mọi người, để cũng như là cho mọi người hình dung rõ hơn thì Huy sẽ lên sàn thương mại Shopee trước ha. Mọi người sẽ đăng nhập vô, mọi người đăng nhập. Tại vì phụ kiện trên đây nó sẽ bán rẻ hơn bên ngoài một chút. Nhưng mà các bạn có phiếu giảm giá, mà giảm giá càng tốt à. Trên đây nó có rất là nhiều. Thôi bây giờ vô chủ đề chính nè. Ví dụ mọi người bấm level column đi. Tìm đại một từ khóa nha mọi người. Đây, tìm đại một từ khóa nha. Và còn là Zonex nè. Sẽ chỉ cho mọi người cách ha. Đó, thì mọi người có thể thấy nè. Hầu như là có rất là nhiều vợt ha. Đấy, 499.000 cũng có này, 630 cũng có này, 435 cũng có này. Nhưng tất cả những vật này đều là pha ke nha mọi người. Pha ke nhá. Nói chung là Zonex ở trên đây thì pha ke rất là nhiều. Đây, vật cầu lông carbon cao cấp Zonex làm từ carbon chuẩn chuẩn gì nè, 1,5 triệu. Đây mình có cái Huy đang tay chỉ là cũng là fake luôn nha. Đây cũng là fake luôn nha. Bấm mua là auto die nha. Ngoại trừ mấy cái gen vợt mà Huy không nói, gen này chắc chắn Huy là gen chuẩn rồi. Phụ kiện tối đâu Huy không nói nha mọi người. Đây, pha ke luôn nha. Đừng có tin tưởng vô mấy cái đánh giá 5 sao. Tại thường ấy, những cái đánh giá 5 sao ấy là những cái khách hàng trước đã mua. Thì những cái khách hàng này họ chỉ đánh giá để cho người khách hàng tiếp theo tin tưởng họ mua thôi. Nhưng thực chất ra là người họ không biết chơi mà họ tưởng cái vật xịn đó họ đánh giá 5 sao vậy thôi, chứ thực chất ra không phải nha. Đây cũng là 1000 Z, ý 1000 tua, 320 giá 2 sao. Đây chắc shop lừa rồi. Đây mọi người thấy ha, hàng pha ke không nha mọi người. Ai mà muốn mua vật rep á thì Huy qua Huy sẽ bán cho. Đây ví dụ như chẳng hạn như cây xếp vợt cổ lông ác chốc 11 power màu hồng, mình sẽ bấm vô thôi coi nha mọi người. Đây cái xếp này, đây mình chỉ mũi tên nha. Ok giờ sẽ coi
Đấy. Coi coi cái vợt này nó bán ở shop nào. Ê, vợt Cầu Long Shop. Đây là những cái shop vợt uy tín nha mọi người. Đây là shop vợt uy tín nha. Thường mà những cái vợt nào chính hãng á, thường họ sẽ có giá rất là cao. Đây, shop vợt này, shop vợt Cầu Long uy tín nha. Huy cũng quen shop này là một shop uy tín, người theo dõi tận 1.500, đánh giá là 4.8 gần 5 sao, đánh giá tốt, sản phẩm là 159 sản phẩm, tỷ lệ phản hồi 59 trong vài giờ. Đây nha mọi người, những cái mẫu vợt như thế này này, những cái giá vợt như thế này mới gọi là hàng hàng real này, chẳng hạn như combo này hàng real hết đây đấy, Nesta đồ đây, những cái mức giá này mới gọi là hàng chuẩn của Yonex nè mọi người. Chẳng hạn như vợt Cầu Long Nesta, đây là một dòng vợt phải nói là bán cực kỳ cháy hàng nha. Đấy, những dòng vợt Cầu Long Nesta cho người xem, không to ra tí nha. Đây là những mẫu mà cháy hàng khá là nhiều đấy, những dòng này là những dòng vợt chính hãng nha mọi người. Mọi người nhìn thấy mức giá nè, 3 triệu mấy nè, mà thường họ sẽ ra trực tiếp cửa hàng họ mua luôn, hoặc là họ mua qua online, mà mình phải biết làm sao mà để chọn ra được một cái cửa hàng uy tín. Mọi người đừng bao giờ đánh giá cái mọi người đừng bao giờ cái nhìn vào cái đánh giá, tại vì vợt Cầu Long Sonex á, mà ai mà không biết mua ấy, thì họ sẽ mua phải những cái vợt rep nhưng mà họ xài thấy ok. Tuy nhiên thì cái mức căng họ sẽ không đảm bảo so với cái giá thành nữa. Tại sao vật unit thị trường tới mấy triệu mà trên đây có vài trăm vậy? Nhưng thực chất là không phải nha cả nhà. Đấy. Còn nếu mà bạn muốn mua vật Cầu Long á, ví dụ bạn ở Hà Nội đi, thì ở bên đây nó sẽ có một cái nơi bán, ví dụ như nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Cái Huy đang chỉ nha mọi người. Đây, nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Hà Nội rồi nè. Ví dụ như Huy ở thành phố Hồ Chí Minh đi, Huy sẽ bấm vào thành phố Hồ Chí Minh. Huy sẽ chọn những cái shop nào uy tín để mua. Và cái cách để nhận biết shop nào uy tín để mua thì mọi người bấm vô đại những cái món phụ kiện nào đó, sau mọi người kéo xuống, mọi người coi shop ha, coi tỷ lệ đánh giá shop như thế nào. Người theo dõi tỷ lệ đánh giá shop 4.8 sao. Đây, 4.8 sao là mọi người nên mua nha. Đây, 4.8 sao mọi người nên mua nha. Thì để cao mọi người thấy shop yêu cầu long.com này sẽ có những cái dòng vợt pha ke kiểu hàng rep nha, mọi người nên cẩn thận nha. Những món phụ kiện thì mọi người có thể mua được, tuy nhiên thì vợt thì mọi người suy nghĩ lại. Sẽ có một số shop thì có những cái vợt nó bán heo xét mà giá nó sẽ rẻ, tuy nhiên thì mọi người đừng có tin nha. Sẽ có rất là nhiều shop. Nếu mà bạn nào không biết mua á, thì bạn có thể kết bạn Zalo, Huy sẽ để số điện thoại trong phần video này luôn nha. Đây, áp chốt 100 giá Z nè, 250 nè, phát nha mọi người. Ngoại trừ những cái dòng này nè, xét vật Columns nên áp chốt 11 Power này, màu hồng này, 2 triệu 999 g 3 triệu nè. Cái này mới đúng là hàng chuẩn nha. Còn những cái dòng vợt mà như thế này, Nano 1.000 Play, nó sẽ có để mức giá như thế này, thì mọi người cũng nên biết là nó sẽ chia ra nhiều phân khúc. Ví dụ như Nano 1.000 Play thì giá cả nó bao nhiêu, đang sẵn hay không đang, không đang thì nó là 1.500.000. Nó sẽ có rất là nhiều cái mức giá khác nhau. Đang sẵn 10 kg 22 pound thì nó sẽ có mức giá khác. Á cho 88 delay nó cũng có sự mức giá khác. Không đan và có đan, đan sẵn thì nó sẽ có mức giá khác ha. Đấy, đây là những dòng vợt mà chính hãng nha mọi người. Đây là những dòng vợt chính hãng, tại vì dòng play á, cái dòng game thường nó sẽ rất là rẻ. Nó không giống như là những cái dòng mà pro ha, nên có mức giá khá là rẻ. Còn những cái dòng mà Yonex Nano Ray 72 này kia, mọi người đừng lo nó phát, tại vì đơn giản những cái dòng vợt này, những dòng vật giá rẻ của Yonex á, thì bản thân nó đã được sản xuất tại Đài Loan rồi, nó sẽ không có chữ Japan. Và những cái dòng vật không có chữ Japan của Yonex á, nhưng mà nó có tem 7 màu của Yonex á, thì mọi người đừng lo là hàng fake, tại vì hàng Đài Loan với hàng China á,
thì nó sẽ không có chữ Japan, nhưng mà nó sẽ có y in một in trên thân vợt á, là made in Taiwan hay là made in China. Nó sẽ không có chữ Japan. Khi nào mà hàng đúng chuẩn sản xuất tại nhà máy Nhật Bản á thì mới có nhà thì nó mới có chữ Japan thôi. Tôi sẽ bấm vô đây tôi coi nha. Coi cái shop này như thế nào. Wow. Số lượng người theo dõi rất là cao nha cả nhà. Đây. 3.9 đánh giá 4.9, 12.000 mấy đánh giá. Shop này cũng là shop uy tín nha mọi người. Để Huy coi sơ nha. Không phải là Huy vô Huy soi gì, mà Huy chỉ đang hướng dẫn mọi người là shop nào nên chọn, shop nào uy tín để mà mua. Kiểu có một số shop mà mình nhìn cái lượt đánh giá, lượt theo dõi cũng như là lượt tỷ lệ phản hồi và lượt người theo dõi sản phẩm nào mà giá, tại vì sản phẩm vợt chính hãng á thì nó sẽ là trên vài trăm, cao cấp hơn thì trên vài triệu, 1-2 triệu. Những dòng combo này Huy không nói ha. Và quan trọng là mấy cái set forfait Starwit này nè, full hợp là 1.100.000, ba lô Huy không nói nha. Những phụ kiện lẻ lẻ quấn cán mọi người có việc cũng mua thoải mái ha. Tuy nhiên vợt thì mọi người cũng phải nên người mua cũng phải nên một mang một cái chung một cái tâm lý là khi mà mua á thì mọi người nên hỏi chủ shop á là shop ơi, khi mà em nhận hàng á em có được quyền kiểm tra hàng hay không, được kiểm tra hàng thì em mới nhận, còn không thì thôi. Mình cứ nhắn thẳng thắn với shop ha, thì shop sẽ có cách xử lý. Huy bên mua bên Huy, Huy cho kiểm tra hàng thoải mái luôn, được quay video lại luôn đấy. Dù biết là mỗi người có cái làm ăn thôi, nhưng mà Huy hướng dẫn cho mọi người những cái shop nào mà uy tín, mua bán vợt đánh giá tốt hay kia thì mới ok cho các bạn mua thôi ha. Đấy, còn những cái dòng 148.000 này nè, pha ke hết nha, 148.000 pha ke hết nha. Đấy. Nano Ray là hàng chính hãng nha mọi người, mới có mức giá này. Những hàng Yonet mà trên 700-800-900 mới có là những dòng Yonet này là real nha. Hàng này cũng real luôn, Voltic Light 35i real luôn nha. Đây, nguyên cái dãy này là real nè. Này là gen, cái này là gen vật, cũng có tay huy chỉ mọi người thấy không. Đấy, thì mọi người cũng nên rút kinh nghiệm nhé. Nếu mà xem xong clip này rút kinh nghiệm nhé. Ok, thì mọi người có thêm thắc mắc ý kiến gì nữa thì mọi người có việc comment phía bên dưới, Huy sẽ trả lời cho mọi người nha. Và bây giờ thì Huy xin bye bye tất cả mọi người nhé. Bye bye, chúc mọi người ngủ ngon.